Chào mừng các em quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn Toán 5. Thì các em ở sách và bài tập của môn Toán 5, bài 98, phần luyện tập. Đầu tiên, các em làm bài tập số 1, viết số đo thích hợp và ô trống. Ở đây chúng ta có dòng thứ nhất là các hình tròn. Dòng thứ hai là các bán kính tương ứng của các hình tròn đó. Dòng thứ ba là người ta yêu cầu các em tính chu vi của các hình tròn. Và dòng cuối cùng, người ta yêu cầu các em tính diện tích. Thì đầu tiên chúng ta có hình tròn 1. Hình tròn 1 có bán kính bằng 20 cm. Như vậy, chu vi bằng bao nhiêu và diện tích bằng bao nhiêu? Đầu tiên chúng ta có chu vi hình tròn 1 là chu vi của hình tròn 1 được tính bằng 2 lần bán kính nhân với số 3,14. Ở đây chúng ta có bán kính là 20 cm. Như vậy các em sẽ lấy 20 nhân với 2, sau đó nhân với 3,14, và chúng ta được kết quả bằng 125,6 cm. Chu vi của hình tròn 1 bằng 125,6 cm. Tiếp theo các em tính diện tích của hình tròn 1 bằng bao nhiêu? Diện tích của hình tròn 1 được tính bằng bán kính nhân với bán kính, sau đó nhân với số 3,14. Cụ thể ở đây, chúng ta có diện tích của hình tròn 1 là các em lấy bán kính là 20. 20 nhân với 20 nhân với 3,14 và bằng 1256 cm². Như vậy, ở đây chúng ta có hình tròn 1 bán kính bằng 20 cm, thì chu vi bằng 125,6 cm và diện tích bằng 1256 cm². Tiếp theo các em sang hình tròn 2. Hình tròn 2 có bán kính là 0,25m. Như vậy, chu vi bằng bao nhiêu? Để tính chu vi của hình tròn 2, các em lấy bán kính nhân với 2, sau đó nhân với 3,14. Như vậy, chu vi của hình tròn 2 là 0,25 là bán kính nhân với 2, sau đó nhân với 3,14 và kết quả bằng 1,57m. Chu vi bằng 1,57m. Diện tích bằng bao nhiêu? Chúng ta có diện tích của hình tròn 2 là bán kính nhân bán kính nhân với 3,14. Ở đây bán kính bằng 0,25m. Như vậy, 0,25m nhân với 0,25m nhân với 3,14 và bằng 0,19625m². Như vậy, hình tròn 2 có chu vi bằng 1,57m và diện tích bằng 0,19625m². Tiếp theo, các em sang bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau: viết số đo thích hợp và ô trống. Ở đây chúng ta có hình tròn, chu vi, diện tích. Đầu tiên, chúng ta có hình tròn 1, người ta cho chu vi bằng 31,4 cm. Như vậy, diện tích bằng bao nhiêu? Cho chu vi, bắt tính diện tích. Như vậy, chúng ta sẽ tính như thế nào? Dựa vào chu vi, các em sẽ tính đường kính của hình tròn 1. Đường kính của hình tròn 1 là, ở đây chúng ta có chu vi thì bằng đường kính nhân với 3,14. Như vậy, muốn tìm đường kính, các em sẽ lấy chu vi chia cho 3,14. Tức là D bằng C chia 3,14. Đường kính bằng chu vi chia cho 3,14. Biết chu vi, ở đây bằng 31,4. Như vậy, chúng ta sẽ lấy chu vi là 31,4 chia cho 3,14 và bằng 10 cm. Đường kính của hình tròn 1 bằng 10 cm. Muốn tính diện tích, các em phải tính bán kính. Bán kính bằng đường kính chia cho 2. Bán kính của hình tròn 1 là, các em lấy đường kính là 10 cm, các em chia cho 2 và bằng 5 cm. Tính được bán kính, các em dễ dàng tính được diện tích của hình tròn 1 là bán kính nhân bán kính nhân với 3,14. Như vậy, diện tích của hình tròn 1, 5 x 5 x 3,14 và bằng 78,5 cm².
Ở đây chúng ta có tính được diện tích của hình tròn 1 bằng 78,5 cm². Tiếp theo, các em sang hình tròn 2. Hình tròn 2 có chu vi bằng 9,42 m. Như vậy, diện tích bằng bao nhiêu? Tương tự như hình tròn 1, các em cũng tính diện tích của hình tròn 2 như sau. Đầu tiên dựa vào chu vi, các em tính đường kính, sau đó các em tính bán kính. Đường kính của hình tròn 2 là các em lấy chu vi chia cho 3,14, tức là lấy 9,42 chia 3,14 và bằng 3 m. Đường kính bằng 3 m, như vậy bán kính bằng bao nhiêu? Bán kính bằng đường kính chia cho 2. Bán kính của hình tròn 2 là các em lấy 3 chia 2 bằng 1,5 m. Biết bán kính, các em tính được diện tích. Diện tích của hình tròn 2 là bán kính nhân bán kính nhân 3,14. 1,5 nhân 1,5 nhân 3,14 và bằng 7,065 m². Như vậy ở đây, hình tròn 2 có diện tích bằng 7,065 m². Tiếp theo em sang bài tập số 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Diện tích phần tô đậm của hình chữ nhật là. Ở đây chúng ta có một hình chữ nhật có chiều dài là 3 dm, chiều rộng là 2 dm. Bên trong hình chữ nhật có một hình tròn nhỏ có bán kính bằng 0,5 dm. Và người ta yêu cầu các em tính diện tích phần tô đậm của hình chữ nhật. Ở đây đáp án A là bằng 6,785 dm², đáp án B là bằng 13,85 dm², đáp án C bằng 5,215 dm², và đáp án D là 6 dm². Đáp án nào là đáp án chính xác? Muốn biết đáp án nào là đáp án đúng thì các em sẽ đi giải bài toán. Ở đây chúng ta có diện tích phần tô đậm sẽ bằng diện tích của hình chữ nhật trừ đi diện tích của hình tròn màu trắng. Thì đầu tiên các em tính diện tích của hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật ở đây sẽ ký hiệu là SHCN và diện tích hình tròn chúng ta ký hiệu là SHT. Diện tích hình chữ nhật được tính bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Ở đây chiều dài là 3 dm nhân với chiều rộng là 2 dm. Như vậy diện tích hình chữ nhật sẽ bằng 3 nhân 2 và bằng 6 dm². Diện tích hình tròn sẽ bằng bán kính nhân 3,14. Bán kính ở đây bằng 0,5. Như vậy diện tích hình tròn bằng 0,5 nhân 0,5 nhân với 3,14 và bằng 0,785 dm². Bây giờ để tính diện tích phần tô đậm, các em chỉ việc lấy diện tích hình chữ nhật trừ đi diện tích hình tròn. Tức là lấy 6 trừ đi 0,785 và bằng 5,215. Như vậy diện tích phần tô đậm bằng 5,215 dm². Đó chính là đáp án C. Các em so sánh với các đáp án A, B, C, D thì đáp án C là đáp án chính xác. Các em khoanh tròn vào chữ C, đặt trước đáp án 5,215 dm². Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.